lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Ngơ ngác trong đêm trường tôi chưa vơi niềm yêu thương. Tâm ta rầm tầm tầm nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn. Xa nhau mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu. Tâm tâm ta rầm tầm tầm nuối tiếc xa xôi. Ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời. Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối, lúc đêm buồn không anh. Tâm 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 tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình vì người tôi yêu mến. Tâm tâm ta rằng tâm tâm đừng thương tiếc chi anh, duyên hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tâm 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 tình yêu ngày chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên anh. Tâm ta tâm tâm tâm. Và bây giờ sẽ vào một cái bản karaoke và không có nhìn màn hình karaoke nha. Tôi sẽ mở máy này, phát nhạc một máy và vẫn nhìn trên này để chúng ta đi nhịp xem là nó sẽ có hiệu quả thế nào nha. Tất nhiên là bất kể cái gì khi hiểu được cần phải luyện tập để nó tạo thành một phản xạ, một cái thói quen nha. Không thể một ngày một bữa đâu nha anh chị nha. Rồi chúng ta sẽ nghe, và ngay từ đầu tiên là chúng ta nghe cái nhạc dạo là chúng ta có thể là cảm nhận ra cái phách mạnh số 1 mà Dũng nói lúc đầu video rồi nha. Bây giờ thử cái nha. Rồi Dũng bỏ máy một bên luôn này. Rồi bắt đầu thử nhé. Đó, cô lại đây. Nhạc là tăm tầm ta rầm tầm tăm là nằm ở đây. Đó, nghe kỹ nha. Cái đầu tiên không xác nhận được, xác định được thì cái 2, cái 3 chúng ta vào không sao hết. Rồi. Tầm tầm ta rầm tầm 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 tầm. Chúng ta thấy đủ 4 không? Tầm 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 rầm. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Tâm 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 nào mới quen nhau, vì chúng hướng đời mình cho trao nhau nụ cười. Tâm 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 và tình yêu đó trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Tâm 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 cho đến hôm nay với nức nở nghe ngào, mình mềm lòng sáng. Dìu tôi lối về buồn, kể nhau nghe chuyện đời, kể nhau nghe chuyện đời. Mình này chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tôi nhắm trong đêm trường tôi chưa vơi niềm. Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân tròn. Xa nhau mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu.
em chẳng đợi. Những ngày hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không anh. Tâm tâm ta đập tâm tâm, tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình. Người tôi yêu mến tâm 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 tâm, yêu ngỡ tâm tâm ta ram tâm tâm ta ram tâm tâm tâm. Đời tình mình nay chết chị ha, đó tình nào. Tình mình nay chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Nơi đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ. Đúng rồi ạ. Đó, nghe nhạc giọng coi cho khách mạnh nha. Tầm tâm đó, tâm tâm đó, chúng ta thấy cái nhạc nó dồn vào đó đúng không? Cứ đủ bốn cái nha, không có thiếu, không có dư để hết á. Tâm 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 đó, tâm 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 tâm. Và là chúng ta đã hiểu được cái quy luật vận hành của nó. Thì ở đây suy nghĩ của các anh chị sẽ thắc mắc là làm sao để mình biết cái chữ nào mà phách mạch, và làm sao biết bài đó ở nhịp 4-4. Thì cái này thực ra là phải cần thời gian, nhưng mà theo cái cảm tính của mình khi mình quen thuộc, mình sẽ có cảm giác. Ví dụ là cái cảm tính như sau nha. Ví dụ bài Nhớ Nhau Hoài này. Anh ở nơi nào có còn. Vậy thì cảm tính của mình nhá, là hình như là cái chữ nào Dũng vừa hát là chữ nào nó nằm ở đây nó phải hợp lý, đúng không chị? Đó. Tâm 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 tâm, anh ở nơi nào. Vậy là cái chữ anh sẽ nằm ở gọi là cái nửa trước của cái ô nhịp trước, thì nó sẽ là gọi là cái anh ở nơi, nó là sẽ là những cái chữ lấy chớn, lấy đà, lấy cái lực thôi. Tâm ta râm tâm tâm, anh ở nơi nào có còn. Mùa xuân không anh, tâm 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 tâm, rừng ngàn lá gió. Đó, thấy nó vào. Tức là cái cảm tính của mình khi mình hát, mình thấy là những cái chữ đó nó rớt vào cái vị trí, cái trọng âm, cái trọng nhịp, và nó canh đều đủ bốn cái, nó lặp lại. Cái này mình hát nhiều mình sẽ có cảm tính nha. Dũng có thể gợi ý cho một loạt bài luôn. Ví dụ như bài đã đạt. Đối với bài này thì là chữ đêm nó sẽ nằm ở đây. Cái chữ nào nằm ở đây là do nhạc sĩ người ta sáng tác, người ta quy định nha, chứ không phải Dũng nói nha. Ví dụ là đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Đúng không chị? Chị thấy không nè? Tâm ta râm tâm tâm, 2, 3, 4. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ buồn lẻ loi, ta ra ta ra ta ta đó. Đường về canh thâu tăm tăm tăm, đêm khuya ngõ sâu như không màu. Thấy không chị? Qua phên vênh có bao mái đầu, hát hiu vàng anh đi ân câu. Hoặc là bài tiếp tục là bài bài gì nữa ta, quên mất tiêu à. Bốn người nhau hết hay là ngoài trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tối mưa khuya đó. Ngoài trời thì chữ trời nằm đây nha, vì họ giả là tâm 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 tâm. Ngoài trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tối mưa khuya, về hiu hắt đi vào hồn. Đó, thì cái một cái video này thôi nó không có giúp được tất cả mọi người đều vững nhịp, nhưng mà từ cái này nó sẽ là cái nền tảng ban đầu để các anh chị các cô chú cảm nhận được phần nhịp nó chạy nha. Thì hy vọng là video này giúp mọi người hiểu hơn được phần nào đó, và theo dõi thêm những video tiếp theo của Dũng và chị Nhân. Xin chào các anh chị cô chú và hẹn gặp lại.